Quang Lê tiết lộ cách xê cao không tưởng ở hải ngoại của Lệ Quyên. Quang Lê chia sẻ rằng giá của Lệ Quyên ở hải ngoại lên đến 12.000 đô. Tuy nhiên, lâu lâu cô ấy mới sang một lần chứ không biểu diễn thường xuyên. Sở hữu chất giọng Huế ngọt ngào, trầm ấm, Quang Lê luôn là một trong những cái tên nhận được sự yêu mến nồng nhiệt của khán giả trên các sân khấu ca nhạc hải ngoại và trong nước. Mới đây, trong sự kiện của chính mình, nam ca sĩ sinh năm 1981 đã bật mí về mức cát-xê của mình ở Việt Nam và Mỹ mà truyền thông luôn quan tâm lâu nay. Anh cũng tiết lộ hiện nay giá cát-xê của anh tại hải ngoại vào khoảng 6.000 đô, khoảng hơn 130 triệu đồng, cũng chỉ bằng với con nuôi Phương Mỹ Chi. Nam ca sĩ chia sẻ, thị trường ở hải ngoại cạnh tranh rất cao, ngày xưa cát-xê của tôi cũng chỉ 3-4.000 đô. Thời gian sau này tôi hay về Việt Nam nên cát-xê ở Mỹ phải tăng vì mình còn bay đi bay về rất tốn kém. Còn về Việt Nam, giá cát-xê tầm khoảng 80 triệu đồng, hôm nào ế xô thì 50 triệu đồng, nhưng Quang Lê vẫn hát để phục vụ cho khán giả. Tuy nhiên may mắn là tôi chưa bị ế xô mà vẫn thường được bầu xô quý và bo thêm tiền. Ngoài ra mức cát-xê còn tùy thuộc vào chương trình, nếu đi hát cho các thương hiệu thì giá cao gấp 3 lần bình thường, hát đám cưới thì khoảng 2 lần. Anh cũng tiết lộ cát-xê của người em thân thiết Lệ Quyên khi đi lưu diễn nước ngoài lên đến 12.000 đô, khoảng 250 triệu đồng, vì nữ ca sĩ chỉ sang Mỹ hát khoảng 2 lần trong năm. Anh cũng khẳng định mình rất tự hào và hạnh phúc cho bạn chứ không ganh tị. Sau 4 lần diễn ra thành công, Quang Lê quyết định thực hiện live show hát trên quê hương năm với chủ đề Tình Chỉ Đẹp diễn ra tại nhà hát Hòa Bình. Bên cạnh giọng ca trữ tình của Quang Lê, đêm nhạc còn có sự góp mặt của danh ca Thanh Tuyền, Giao Linh, Phương Dung, Họa Mi, Hương Lan hay các ca sĩ được yêu mến khác gồm Lệ Quyên, Đàm Vĩnh Hưng, Quang Linh.